Chơi luôn. Mọi người Việt ở Orlando. Orlando chơi trẻ. Đúng ngày thì ăn đi làm lên cuối tuần. No, you're good, man. Em bỏ bánh tôm vô em ăn nè. After 2 years of struggle, pain of the pandemic, we feel that this is the time for us to be renewed in hope, joy, and strengthening our units of life after a long YouTuber à? Nó nói anh có quay chơi mà, lâu phải. Yes, I know, but I would like to look around. Gương mặt thân quen cũng như rất là nhiều gương mặt YouTuber anh. Chem sao nó có thể nó có vô mấy cái này không? Thấy nó đụng đầu anh. Ron nha, các người dùng Ron đó.
Xuân đã về, xuân đã về.